Trận đấu mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Indonesia diễn ra lúc 19 giờ tối nay 6 tháng 5. Trước khi trận đấu diễn ra, đã có rất đông cổ động viên, người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi có 5 màn hình LED lớn để theo dõi và cổ vũ từ xa cho đội tuyển. Thưa quý vị, ngay lúc này đây tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người hâm mộ bóng đá, cổ động viên đã có mặt để cổ vũ cho trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Indonesia vào tối nay. Và không khí tại đây đang rất là nhộn nhịp, những tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc đang được vang lên rất lớn để cổ vũ cho trận đấu. Hầu hết người dân bày tỏ niềm vui, sự háo hức khi rất lâu rồi họ mới có dịp tham gia cổ vũ bóng đá ngoài trời. Hiện tại em thấy hôm nay mọi người nhìn thấy em đang rất là sôi động. Thì em cũng mong muốn là hôm nay đội tuyển của mình U23 Việt Nam cũng sẽ có một chiến thắng. Và em mong là chiến thắng sẽ đậm dạ, để cũng như là những người hâm mộ đã đổ đường tới đây tham gia. Hiện tại mình cảm thấy rất là hồi hộp và phấn khích. Mình mong rằng hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng. Nếu như Việt Nam chiến thắng thì mình cùng bạn bè mình sẽ đi bão.